Trung tâm đào tạo khu vực của Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục các nước ASEAN SEAMEO tại Việt Nam đã khai giảng khóa tập huấn về quản lý giáo dục cho Afghanistan. Tham gia khóa tập huấn này có 23 cán bộ quản lý của các học viện, trường đại học sư phạm thuộc Bộ Giáo dục Afghanistan. Nội dung khóa học xoay quanh các chủ đề về quản lý trường học, quản lý sinh viên và công tác học phụ, hỗ trợ sinh viên bậc giáo dục đại học. Khóa học sẽ kết hợp nhiều phương pháp sinh động như thuyết trình, thảo luận, hoạt động nhóm và trao đổi kinh nghiệm với các giảng viên đại học của Việt Nam và các nước khác. Các học viên tham gia khóa học này cũng sẽ tham quan thực tế tại các trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là lần thứ hai Trung tâm Đào tạo khu vực SEAMEO tại Việt Nam tổ chức khóa huấn luyện cán bộ quản lý giáo dục cho Afghanistan. Khóa học đầu tiên được tổ chức vào tháng 5 năm trước thông qua sự giới thiệu của Ban Thư ký SEAMEO.